Quý tử tôn của Chúa, cùng tất cả quý quan khách thân bằng quý thuộc. Chiều nay chúng ta nhóm họp nơi đây trước để thăm viếng gia đình mục sư Joseph Nguyễn và nói những lời tạm biệt với mục sư Joseph trước khi ông trở về nhà của Đấng Thiên Phụ. Nhân cơ hội này, chúng ta cũng làm lễ phát tang cho gia đình mục sư Joseph Nguyễn. Thưa quý vị, theo truyền thống của nghi lễ trong Kinh Thánh, không có tục lệ phát tang cho con cái của Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta trong Kinh Thánh, khi chúng ta đầu phục Chúa, chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có sự sống vĩnh cửu, đời đời bên cạnh cha của chúng ta ở trên trời, không có chết. Cái thân xác tạm bợ này chỉ là đất bụi, phải bỏ lại cho thế gian ô uế tội lỗi. Chúng ta trở về thiên quốc của Chúa trong một linh thể thánh khiết vô tội, tiếp tục đời sống phước hạnh trong vinh quang của Đức Chúa Trời. Như vậy không còn gì phải lo sợ, buồn rầu, đau đớn, khổ sở. Thay vì khóc than lo buồn, chúng ta phải hân hoan vui mừng tạ ơn Chúa, vì Ngài đã thương yêu, chăm sóc và tiếp đón mục sư Joseph được trở về thiên quốc, sống chung với Ngài vĩnh viễn đời đời, có nghĩa là sự sống đời đời, không có chết. Dù vậy, sự ra đi đột ngột, bất ngờ của mục sư Joseph không tránh được những mất mát, cô đơn, trống vắng cho gia đình cùng tất cả thân nhân và quyến thuộc. Lễ phát tang hôm nay không có nghĩa là tròn lên cuộc đời của chúng ta một sự đau khổ lo buồn, mà chiếc khăn tang mà quý vị sắm ăn lên cũng không có nghĩa là dấu hiệu của sự chết bất hạnh. Chúng ta phải biết và hiểu rằng đây là dấu hiệu của sự từ bỏ một đời sống của thế gian. Cái dấu hiệu khăn tang nó có nghĩa là từ bỏ cuộc sống đời này ô uế, tội lỗi, khốn khổ và tiếp tục một đời sống mới, có nghĩa là chúng ta vẫn sống từ một thế gian tội lỗi này, chúng ta bước vào một thế gian khác của Đức Chúa Trời, là một sự sống mới. Có nghĩa cuộc sống chúng ta từ bây giờ tới đó vẫn là sống, chỉ cần bước qua một tấm màn thề. Bây giờ mục sư Joseph đã qua tấm màn đó và ông đang thảnh thơi, thoải mái, phước hạnh, bình an vô cùng. Quý vị thấy nằm yên đó, thì thật ra ông không ngồi đó đâu, ông đang đứng bên cạnh tôi nè, ông vỗ vai tôi nè. Ok, good, my brother, ok, family, ok, with you, with you, love, ok, everything fine, good. Chúng ta phải vui mừng vì ông bây giờ đang ở trên cạnh cha chúng ta trên trời. Vậy nên hôm nay chúng tôi xin thay mặt Hội Truyền Giáo và Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam tại Westminster xin có đôi lời chia buồn. Chúng tôi cũng chia buồn chứ không phải không, vì sự ra đi bất ngờ của mục sư Joseph Nguyễn. Và tuy nhiên chúng tôi cầu xin tình yêu và quyền phép của Đức Thánh Linh Chúa luôn luôn bao phủ trọn vẹn trên tất cả chúng ta, tất cả quý ông bà anh chị em. Thì cũng để khỏi mất thời giờ, từng rồi chúng tôi có phát tờ báo, thì trong này có một cái chung vui, đồng thời chia buồn và cũng là chung vui. Thì nhân cái bài này tôi viết ra vì một anh em ở Việt Nam, mục sư Đặng Văn Đài, sau khi nghe tin mục sư Joseph qua đời, ông coi tôi, mục sư Đặng và mục sư Joseph như là ba anh em rất là mật thiết, rất là thương yêu. Thành ra ông làm một bài thơ, ông gửi ông coi như là ai biết. Mục sư Joseph Nguyễn đã thắng trận tốt lành,
trận này không phải là trận ông là đúng rồi, Việt Nam ông làm tỉnh trưởng là quận trưởng là thiếu tá là quý gì đâu biết, không phải đánh gì cộng, không có tranh chấp, trận tốt lành, chiến đấu trận tốt lành, vì ở trong Chúa chúng ta làm tất cả những điều tốt lành và chúng ta chiến đấu và được Chúa tiếp đón về thiên quốc ngày 15 tháng 7 2016. Đây là lời chúc tụng của tôi, của anh em trong hội thánh. Nguyện xin thần linh Chúa bao phủ trên tất cả quý anh chị em trong bóng cánh thương yêu của Ngài. Chỉ có vậy thôi, tấm lòng tôi chỉ có một câu đó thôi. Bởi vì tại sao? Bởi vì lời Chúa nói, ta đã đánh trận chiến tốt lành, ta đã chạy đến mức cuộc đua, ta đã giữ vững đức tin. Từ nay một vương miện chứ không phải cái ta, một vương miện công chính đã dành cho ta, và Chúa là đấng phán xét công minh sẽ ban cho ta trong ngày đó, là cái ngày hôm nay, cái ngày sẽ gặp Chúa, không chỉ riêng cho ta, song cho tất cả những ai, tất cả mọi người. Nói người nếu là những người đó tin Đức Chúa, như quý ông bà chị em ở đây, cho tất cả những ai yêu sự hiện diện đến của Ngài, ai yêu Ngài, ai thương Ngài, ai mong muốn Ngài trở lại, ai muốn gặp Ngài trên trời, thì tất cả những đó sẽ được chiếc vương miện, không phải là cái căn bài này. Tôi xin đọc những lời này để cho anh em nào không có tờ báo được nghe những lời thơ, rất là có mấy câu tôi rất cảm động. Có thứ mà sao chúng tí cho biết có thứ mà sao cũng chừng nghe đọc giỏi nhiều chừng hơn tôi đọc của mình sau khi tôi quá tức không biết tôi nghe nhớ thì quá quá để đó thì quá tức là tôi biết quá quá cho nhiều dân tộc thánh kinh cùng học năm sáu năm dài anh hai bịch ngoài mấy năm rồi mất vợ con thương xót anh cả anh ba thương nhớ sâu xa anh hai đi trước chờ ngày chung cuộc hoàng tử ba anh sống trong thiên thành đời đời thỏa dạ rằng bằng hữu quý quá giúp tán chúa cha đã dùng cả ba hallelujah. Có mấy lần của tôi chia sẻ, thứ nhất là tôi xin cảm ơn sư Joseph, một chồng làm đó, nhưng tôi biết đang đứng ở đây một lần chót để mà bắt bài ca bye bye, nhưng mà không bye bye luôn đâu, chỉ tạm biệt thôi, và sẽ gặp anh ở trên đó. Vậy thì chúng ta hôm nay bắt đầu cáo quý tăng thân quý của ông sư. Lễ phát tang hôm nay không có nghĩa là tròn lên mình. Cái tang này không có nghĩa là để tròn lên. Tròn mình thêm vào cuộc đời chúng ta đau khổ lo buồn. Không phải đặt dấu hiệu đó. Không phải đeo lên để chúng ta đau khổ lo buồn. Mà chiếc khăn tang này cũng không có nghĩa là dấu hiệu của sự chết bất hạnh. Không phải. Chúng ta đeo này không phải đeo cái sự chết, không phải đeo cái sự bất hạnh. Chúng ta phải biết và hiểu rằng đây là dấu hiệu của sự từ bỏ. Đây là bắt đầu giờ phút này, sư bé cũng đã từ bỏ rồi. Và chúng ta cũng sống của thế gian ô uế, tội lỗi gian manh, đau khổ, bệnh hoạn. Và đây mới là mục tiêu của cái căn này. Tiếp tục một đời sống mới, phước hạnh trong vinh quang vương quốc thiên đàng. Khi quý vị đeo này lên thì có nghĩa như vậy, chứ không phải là đeo cái sự chết chóc buồn khổ. Vậy nên hôm nay chúng tôi xin thay mặt Hội Truyền Giáo và Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam xin có đôi lời chia buồn vì sự ra đi bất ngờ của mục sư Joseph Nguyễn. Và chúng tôi phải cầu xin tình yêu và quyền phép của Đức Thánh Linh Chúa luôn luôn bao phủ trọn vẹn trên tất cả quý bà chị em. Việt Nam Nguyễn Đình Phúc, chết nội Nguyễn Đăng Phú, còn ai nữa không ạ?
là đấng mà chúng con kính yêu và hộ yêu. Tại Cha chư Thánh vì buổi chiều hôm nay Cha đã thương yêu gia đình mục sư Joseph Nguyễn, cũng như anh em chúng con được gặp lại đây để mà cùng nói với nhau những lời thương mến trước khi mục sư Joseph trở về với Cha. Xin Cha tiếp tục ban ơn, thương xót, bảo vệ đùm bọc, chăm sóc và phụng dưỡng tất cả con cái tôi tớ của Cha, để mọi người thấy sự yêu thương, thấy Cha có lúc nào cũng chăm sóc, bảo vệ và ở cùng chúng con. Xin thần của Cha ở trên tất cả nên chúng con xin tân, xin dân cả gia đình này, con cháu này, tất cả quý và nên chúng con buổi chiều hôm nay đã sống tình thương yêu của Cha. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
đôi mắt cùng cứu Chúa tôi. Phút hân hoan kia thật xa rồi. Ôi vui vẻ thay nhìn chân Chúa kia, Jesus Christ trên thế tôi kia. Khi tôi đôi mắt cùng Ngài vui bấy, xa tính bên kia tình cầu này. Ôi tôi đôi mắt Ngài đầy vinh hiến, mặt gặp mặt hướng phước vô biên. Tôi xem Chúa tôi dường ngắm bóng này, giữa Chúa tôi một màn đen dày. Nhưng vui bấy một ngày ơn phước kia, vinh quang Ngài thấy gió muôn tia. Khi tôi đôi mắt cùng Ngài vui bấy, xa tích bên kia tình cầu này. Ôi tôi đôi mắt Ngài đầy vinh hiến, mặt gặp mặt hướng phước vô biên. Thay hồi thấy Chúa tôi, lúc đau thương lo buồn quá rồi. Khi muôn lối quanh quẹo chán thắng bằng, mọi sự mờ ám gió vô ngần. Khi tôi đôi mắt cùng Ngài vui bấy, xa tít bên kia tình cầu này. Ôi tôi đôi mắt Ngài đầy vinh hiến, mặt gặp mặt hướng phước vô biên. Ôi khi đôi mắt Ngài phước biết bao, đôi mắt Giê-xu tường mực nào. Ôi tôi đôi mắt cùng cứu Chúa rầy, yêu tôi trời bế xanh khôn tay. Mắt cùng Ngài vui bấy, xa tính bên kia tình cầu này. Ôi tôi đôi mắt Ngài đầy vinh hiến, mặt gặp mặt hướng phước vô biên. Chúng ta